hội phụ nữ công an quận vừa tổ chức chương trình mẹ đỡ đầu trao kinh phí tặng quà cho ba cháu mồ côi trên địa bàn phường đồng hòa dự chương trình có các đồng chí thượng tá nguyễn thị lan hương chủ tịch hội phụ nữ công an thành phố cùng dự có lãnh đạo hội liên hiệp phụ nữ quận công an quận đảng ủy ủy ban nhân dân phường đồng hòa đại diện các nhà tài trợ triển khai chương trình mẹ đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi trong các cấp hội phụ nữ thời gian qua hội phụ nữ công an quận đã tiến hành khảo sát thực tế lựa chọn đăng ký đỡ đầu cho ba cháu đồng mạnh hưng sinh năm 2013 hiện là học sinh lớp 4A2 trường tiểu học đồng hòa mồ côi cả cha và mẹ cháu nguyễn thiện nhân sinh năm 2014 học sinh lớp 3A trường tiểu học đồng hòa và cháu nguyễn thanh nhàn sinh năm 2016 học sinh lớp 1A1 trường tiểu học đồng hòa là hai anh em mồ côi bố. Hai cháu đang ở với ông bà nội già yếu, không có lương hưu, không có thu nhập, thuộc diện hộ nghèo của phường, cuộc sống rất nhiều khó khăn. Hội phụ nữ công an quận nhận hỗ trợ ba cháu từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 4, tháng 5 năm 2026. Từ tháng 6 năm nay, đơn vị sẽ triển khai hỗ trợ phí sinh hoạt, học tập cho mỗi cháu với mức kinh phí 1 triệu đồng một tháng, kinh phí định kỳ 3 tháng một lần cho người nuôi dưỡng các cháu chương trình góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương và chia sẻ kịp thời hỗ trợ giúp đỡ các cháu vượt qua khó khăn tiếp thêm niềm tin nghị lực để các cháu tiếp tục phấn đấu rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác hồ